các bác nha. Hôm nay em lên này cho các bác xem lại con Isuzu 425 này, con TA 425. Con này xe dân dùng. Lúc trước của nó là đang đi 7516 này. 7.5-16. Máy móc nó thì đây. Máy của nó thì nguyên zin nguyên bản luôn chứ. Vẫn đang kêu, vẫn đang rong máy rong zin đó. Máy móc này. Ok hết nhá. Thằng này xe dân dùng, nó đang bán lại. Công tích xin đây nhà máy là 1.496 lít này. 4GF. Con mạng vạch luôn nha. Con này hai cầu lái trợ lực. Cầu kia thì vẫn còn nguyên zin nha. Chưa có bung cầu ra làm gì đâu. Mặt lạ của nó bị vỡ rồi, nào này mặt lạ sắt này, mặt lạ này bây giờ thì bao đâm. Máy móc thường nguyên zin luôn này, máy động cơ thì đẹp nha. Còn máy đầu thư thì miễn bàn. Ok hết. Con này trước nó xài bên điện, nó chuyển sang bên cơ rồi nha. Đây này, đây là cái ống. Ống này này, đó, cái chỗ đấy là cái ống dầu hồi của cái bên bên cơ câu sang á. Bên cơ của nó đây này. Đây là thuộc bên điện này, chuyển sang bên cơ và làm cần cơ đây luôn. 525 này. Lớp sau của nó là 13626 ấy. 13626 ấy. 425. Đèn nước đây. Cầu số thì nó khô quê lan nhá. Đây là cái chỗ nó câu sang bên cơ này. Xin lỗi mọi người nhé, vừa xong mình có điện thoại, bên này mình phải đánh xe quay ngược lại để tránh cái xe vừa xong để cho xe tải nó vô trong kho nữa. Đó, xe vô trong kho. Nên mình đang quay cái bầm 6 đít rồi nhé. Cầu thì chưa nghĩ có gì phớt thì viết gì đâu. Bấm 425 này. Để mình để máy cho các bác xem luôn nhé. Chiếc 525 này đang dọn lại một xíu. Xe này không phải đề, không phải sửa gì đâu. Hai cầu này. Chạy thử cho các bác xe luôn nha. Cho mình chưa cài hết á.
sửa dứt khoát này là không vô được. Nguyên bị đầy đủ luôn nha. Và các bác xem máy, nghe máy đây. Các bác nào cần thì cứ alo số điện thoại em sẽ để ở đây được link. Rồi em nói đây. Rồi chào các bác nha. Để quay chia hai chiếc video.